Minh được Tử Vi rất là vui khi được chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lần đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được cuộc sống giàu sang, đủ đầy, việc gì cũng thuận lợi, thuận buồm xuôi gió, có thể làm nên sự nghiệp hiển hách, đón nhiều vận may bất ngờ, tài lộc thăng hoa, có cơ hội trúng số, trúng thưởng, đổi đời như ý. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, tiên tri báo trước cực chính xác. Tuần vàng hốt bạc đúng tháng 9 âm lịch năm Giáp Thìn 2024, tuổi Ất Sửu sinh năm 1985. Bất ngờ được thần tài ban cho lộc lớn, làm ăn trúng lớn, trúng số liên tiếp, tiền tỷ cầm tay, giàu có hơn người. Dân, quý vị thân mến, sau khi trải qua những năm tháng vất vả của cuộc đời, mỗi người trong chúng ta đều tích lũy được cho mình rất nhiều kinh nghiệm. Chúng ta ai cũng mong muốn công danh, sự nghiệp thành đạt, cuộc sống hạnh phúc, sung túc, nhưng thực tế cuộc sống vật chất đầy đủ vẫn luôn cảm thấy căng thẳng và mệt mỏi. Và theo luận giải mới nhất về tử vi 12 con giáp thấy rằng, quý bản mệnh tuổi Ất Sửu sinh năm 1985, khi bước sang tháng 9 âm lịch năm Giáp Thìn 2024, bao nhiêu cố gắng vất vả trước đây sẽ được đền đáp, vàng song chói lóa, làm một hưởng mười, may mắn ngập đầu, trúng số liên tiếp, đổi đời giàu sang. Vậy vận trình trong tháng 9 của bản mệnh Ất Sửu sẽ diễn ra như thế nào? Những may mắn mà bản mệnh sẽ nhận được là gì? Làm sao để trở nên giàu có? Thì ngay sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Đầu tiên, đặc trưng tính cách và vận số cuộc đời của những người tuổi Ất Sửu sinh năm 1985. Trong cuộc đua của 12 con giáp, Trâu là con vật đạt vị trí số 2, đại diện cho sức mạnh về cả thể chất lẫn tinh thần. Bởi vậy, những người tuổi Sửu đa số sống tự lập, trưởng thành sớm và có tính cách mạnh mẽ, kiên định. Người tuổi này có nhiều ước mơ, hoài bão, ý chí lớn, không ngại khó khăn, nguy hiểm. Người Ất Sửu rất thật thà, chân thành và tốt bụng. Họ sẵn sàng giúp đỡ người khác mà quên đi lợi ích của bản thân. Trong cuộc sống, người này có tính tự lập cao, tuyệt đối không ỷ lại dựa dẫm vào người khác. Thành công họ đạt được đều dựa trên sự chăm chỉ, kiên nhẫn và cố gắng nỗ lực của bản thân. Tuổi Ất Sửu là những người sống có trách nhiệm với tập thể. Họ không bao giờ vì lợi ích của bản thân mà quay lưng, mang lại khó khăn cho người khác. Dù có gặp phải những khó khăn nguy hiểm, họ cũng sẽ không bao giờ nao núng sợ hãi. Ngược lại, luôn điềm tĩnh, dũng cảm vượt qua thử thách. Ất Sửu đại diện cho sức mạnh về thể chất lẫn tinh thần. Họ có khả năng làm việc với năng suất cao gấp nhiều lần người khác mà không hề thấy mệt mỏi. Dù trải qua bao nhiêu khó khăn thử thách, ý chí kiên cường của họ sẽ không bị mai một mà ngày càng trở nên mạnh mẽ kiên quyết hơn. Để đạt được ước mơ hoài bão, chinh phục được thành công, tuổi Sửu kiên trì cố gắng và quyết tâm đến cùng. Chừng nào chưa đạt được mục tiêu, họ sẽ không bỏ cuộc. Những người này luôn có ý thức tự lập trong cuộc sống, không cần đến sự giúp đỡ của bất kỳ ai. Đối với tuổi Ất Sửu 1985, gia đình là nơi linh thiêng, gắn bó suốt cuộc đời của một con người. Bởi vậy, họ coi trọng gia đình hơn tất cả những thứ khác. Dù có bận rộn với công việc, người này vẫn luôn dành thời gian để quan tâm chăm sóc và yêu thương những thành viên trong căn nhà của mình. Tiếp theo là vận trình tổng quan tháng 9 âm lịch của tuổi Ất Sửu sinh năm 1985. Tháng 9 năm 2024 âm lịch đánh dấu những bước tiến ổn định và chắc chắn của người tuổi Ất Sửu. Bạn nên nắm chắc cơ hội để thể hiện bản lĩnh hoặc giành lấy lợi thế sẵn có, xây dựng bàn đạp vững chắc cho tương lai sau này. Trong công việc, mặc dù nguyệt lệnh lâm mộ khiến bạn có đôi chút cứng nhắc,
đôi khi tin vào trực giác của bản thân một cách cố chấp. Nhưng thiên đức các tinh sẽ đưa quý nhân tới để chỉ đường dẫn lối, giúp bản mệnh khắc phục điểm yếu của bản thân, lấy lại thế cân bằng và tạo ra những sự bứt phá hoàn toàn mới mẻ. Công việc tiến triển tốt cũng đảm bảo nguồn thu nhập ổn định cho tuổi này. Chính tài dưỡng, thứ tài vẫn cần phải dựa vào sự nhanh nhạy và khả năng tính toán của bạn mới có thể cải thiện. Tuy nhiên, chi phí phát sinh nhiều, chú ý tích lũy nhiều hơn, tháng này bạn có thể đầu tư, nhưng chỉ nên ở quy mô nhỏ, cẩn thận đường đi nước bước. Chuyện tình cảm trong tháng gặp đôi chút khúc mắc, tâm tính bản mệnh có nhiều biến động do ảnh hưởng của nguyệt lệnh lâm mộ ở Ất Sửu. Bạn có xu hướng đặt công việc lên trên tình cảm, đôi khi hành xử quá khô khan, cộc cằn, khiến chuyện tình cảm gặp trở ngại, nhân duyên giảm sút. Tình hình sức khỏe người tuổi này tương đối tốt, hầu như không bị bệnh tật gì nghiêm trọng, có thời gian nên chú ý chăm sóc bản thân nhiều hơn, học cách giải tỏa căng thẳng, áp lực như chia sẻ với gia đình, người thân, bạn bè sẽ giúp tinh thần phấn chấn hơn. Dựa trên mối tương quan giữa đơn số và lưu niên tháng, đồng thời xét tác động mạnh yếu của hệ thống sao chiếu mệnh mà đoán định hung cát của con giáp thông qua bốn phương diện chính là sự nghiệp, tài vận, tình cảm, gia đạo và sức khỏe, cụ thể như sau. Về mặt sự nghiệp, xem tử vi tháng 9 năm 2024, tuổi Ất Sửu âm lịch, phương diện công việc của bạn đạt được những thành tựu nhất định. Nỗ lực sau một thời gian dài cũng có thể nhìn thấy trái ngọt, đủ để khiến bạn tự hào về chặng đường mình đã đi qua. Thời gian đầu tháng có thể do ảnh hưởng của nguyệt lệnh lâm đất mộ, khiến cách xử lý vấn đề của con giáp này còn nhiều cứng nhắc, thiếu sự linh hoạt. Quá trình hợp tác với đồng nghiệp cũng không thật sự suôn sẻ. Đôi khi bạn tin vào trực giác của bản thân một cách cố chấp, nhưng tình trạng này không kéo dài quá lâu. Được cả thiên đức các tinh và chính ấn chiếu mệnh, quý nhân sẽ xuất hiện kịp thời để chỉ điểm, Ất Sửu nhận ra vấn đề của bản thân nằm ở đâu. Rất may bạn tiếp thu vấn đề rất nhanh và có sự điều chỉnh cụ thể, nên khắc phục được điểm yếu, lấy lại thế cân bằng và tạo ra những sự bứt phá hoàn toàn mới mẻ. Thậm chí sau khi hiểu ra vấn đề, con giáp này lại càng biết cách để tận dụng kinh nghiệm từ chính bản thân, đưa ra nhiều sáng kiến hữu ích, cải thiện hiệu suất hiện tại. Ban đầu có thể mọi việc tiến triển chậm hơn so với dự kiến, hoặc thậm chí bị người khác ngờ vực, khiến bạn không khỏi lo lắng. Nhưng bằng cách làm theo kế hoạch định sẵn và giữ vững lập trường, mà tuổi Ất Sửu sẽ thu về thành công hơn cả mong đợi. Bên cạnh đó, đây cũng là khoảng thời gian tuổi Ất Sửu có nhiều cơ hội để chứng tỏ năng lực của mình với cấp trên, cũng như nâng cao vị thế của bản thân. Nếu có thể tận dụng tối đa lợi thế sẵn có, bản mệnh có thể xây dựng được bàn đạp vững chắc cho tương lai sau này. Về mặt tài lộc, tử vi tháng 9 năm 2024 của 12 con giáp âm lịch dự báo, đường tài lộc của Ất Sửu khá bình ổn, không có biến động lớn, công việc tiến triển tốt, cũng đảm bảo nguồn thu nhập ổn định cho tuổi này. Nguồn thu chính chủ yếu dựa vào chính tài, thứ tài vẫn cần phải dựa vào sự nhanh nhạy và khả năng tính toán của bạn mới có cải thiện. Vì thế, thay vì tìm việc tay trái để làm, bạn có thể tập trung tinh lực để phát triển công việc chính. Kinh doanh, buôn bán có lúc thăng trầm, lúc được lúc mất. Tháng này, bạn có thể đầu tư, nhưng chỉ nên ở quy mô nhỏ, cẩn thận đường đi nước bước. May mắn là được nhiều hơn mất, bỏ vốn đầu tư bao nhiêu, tạm thời thu về thành quả tương xứng, dù chỉ ở mức hòa vốn. Nhưng trong thời buổi nhiều khó khăn này, như vậy cũng được coi là tạm ổn, tiếp tục có động lực để Sửu phấn đấu nhiều hơn. Đặc biệt chú ý, tháng có nguyệt lệnh lâm mộ ở Ất Sửu sẽ khó tránh một số trở lực nhất định trên con đường làm giàu. Bản mệnh chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để ứng phó, việc đã xảy ra, cũng đừng mãi lấn cấn, dành thời gian tìm cách khắc phục hơn là than vãn. May mắn có thiên đức các tinh soi chiếu, bản mệnh nhanh chóng tìm ra hướng đi phù hợp, giữ đầu óc tỉnh táo, không để phạm phải những sai lầm quá nghiêm trọng. Về mặt tình cảm, gia đạo, tháng 9 năm 2024 âm lịch này, nguyệt lệnh lâm mộ ở Ất Sửu khiến tâm tính bản mệnh có sự biến động, tình cảm cũng có vết nứt. Con giáp này có xu hướng quá coi trọng sự nghiệp, đặt công việc lên trên tình cảm, nên đôi khi hành xử khô khan, cộc cằn, khiến đối phương cảm thấy khó chịu, thiếu sự hòa hợp. Vợ chồng muốn giữ được hòa khí gia đình,
Quan trọng nhất là phải biết tiết chế cảm xúc, đặt bản thân vào vị trí của người kia để có cách hành xử phù hợp. Mâu thuẫn xảy ra có thể khiến nảy sinh suy nghĩ ngoại tình, dễ sa ngã vì cám dỗ. Dù là ngoại tình tư tưởng bạn cũng nên tránh, bởi khoảng cách từ suy nghĩ tới hành động không quá xa. Nếu còn độc thân, dù có đào hoa, nhưng đa phần chưa phải đào hoa lành, mọi chuyện chưa đi tới đâu, bạn nên hành xử thận trọng, thể hiện thái độ rõ ràng, đừng để bản thân rơi vào quan hệ tay ba phức tạp, rối ren, người chịu thua thiệt chỉ có bạn mà thôi. Về mặt sức khỏe, trong tháng, phương diện sức khỏe của Ất Sửu khá lý tưởng, hầu như không bị bệnh tật gì nghiêm trọng. Bạn nên cân bằng thời gian dành cho cuộc sống và công việc, vừa đảm bảo sức khỏe, lại vừa giữ gìn được các mối quan hệ sẵn có. Có thời gian, nên chú ý chăm sóc bản thân nhiều hơn, học cách giải tỏa căng thẳng, áp lực, như chia sẻ với gia đình, người thân, bạn bè, sẽ giúp tinh thần của bản mệnh phấn chấn hơn. Sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tuần và cẩm nang dưỡng vận dành riêng cho tuổi Ất Sửu sinh năm 1985, trong tháng 9 âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Tử vi tuần 1, tuổi Ất Sửu, tháng 9 âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Tử vi tuần mới của người tuổi Ất Sửu cho thấy, con giáp này đón tuần mới với hung cát đang xen, có tốt mà cũng có xấu. Tuy nhiên, cán cân sẽ có sự thay đổi, phụ thuộc vào thái độ sống, thái độ làm việc, cũng như sự may mắn của mỗi người, không thể nói trước được chắc chắn điều gì. Về cơ bản thì đường tài lộc của con giáp này khá dượng, nhất là về khoảng thời gian cuối tuần, cả chính tài và thiên tài đều xuất hiện, có lẽ đây chính là thời điểm bội thu của người tuổi Ất Sửu. Tiền bạc về nhà ào ào, con giáp này cần phải có kế hoạch tài chính rõ ràng, xác định rõ mục tiêu và tiêu chí sử dụng tiền bạc, tránh để những lúc dung tay quá tráng, làm tiền bạc tiêu tan. Công việc tuy có không ít cá khí, còn được nhiều quý nhân giúp đỡ, nhưng vẫn không tránh khỏi sự công kích của tiểu nhân thương quan. Có điều, nhờ sự nỗ lực và may mắn của bản mệnh, nên điểm xấu cũng được giảm nhẹ đi rất nhiều, giúp bạn dễ thở hơn trong mối quan hệ nơi công sở. Trong tuần này, người tuổi Ất Sửu có thể gặp được người như ý với mình, tìm được nhau khó thế nào, đừng bao giờ quên điều đó, cứ yêu thương đi. Yêu nhiều chẳng có gì là không tốt cả, dù thời gian chẳng thể hàn gắn những vết thương, nhưng nhờ có thời gian mà nhiều kỷ niệm êm đềm được khắc ghi trong tim mỗi người. Cẩm nang dưỡng vận, quý nhân Tỵ, Dậu, tiểu nhân Mùi, Ngọ. Màu sắc may mắn vàng, cà phê. Con số phát tài 10, 78, 34. Tử vi tuần 2, tuổi Ất Sửu, tháng 9 âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Tuổi Ất Sửu có một tuần khá thảnh thơi, ung dung tự tại, hầu như không có muộn phiền lo lắng gì. Có điều, dịch mã động tinh sẽ luôn thôi thúc bạn xông xáo hơn nữa trong công việc, vì thế trong bạn lúc nào cũng tất bật, tất nhiên, thành quả đạt được hoàn toàn xứng đáng. Công việc của tuổi Ất Sửu tuy nhiều, nhưng với khả năng xử lý vấn đề nhanh nhạy, tỉ mỉ, chu đáo, bản mệnh chu toàn mọi thứ, không ai dám chê trách điều gì. Điều đó lý giải tại sao bạn lại luôn được cấp trên ưu ái và tin tưởng như vậy. Tài lộc tăng trưởng cùng với hiệu quả công việc, người làm công ăn lương hoàn toàn có cơ hội tăng lương. Nếu đưa ra lời đề nghị tăng lương trong tuần này, khả năng cao sẽ được lãnh đạo phê duyệt. Người kinh doanh buôn bán có một tuần tất bật, thu tiền như nước, bạn lanh lợi, biết đón đầu xu thế, không chỉ làm một việc và kiêm nhiệm thêm nhiều nghề tay trái, vì thế mà thu nhập từ mọi nguồn đều tăng. Nhìn chung, trong tuần gia đạo an yên, quan hệ vợ chồng hài hòa, mâu thuẫn nào cũng có thể hóa giải khi cả hai đều đồng lòng tìm cách giải quyết. Chỉ số hung vận trong tuần vẫn khá cao, chủ yếu ảnh hưởng tới phương diện sức khỏe, lại có song khắc hung tinh hoành hành. Bạn chú ý tới dạ dày của mình nhiều hơn, ăn uống điều độ, nhất là đừng bỏ bữa, rất hại cho hệ tiêu hóa. Cẩm nang dưỡng vận, quý nhân Hợi, Tý, tiểu nhân Mùi, Tuất. Màu sắc may mắn xám, nâu. Con số phát tài 19, 05, 87. Tử vi tuần 3, tuổi Ất Sửu, tháng 9 âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Xem tử vi tuần mới của người tuổi Ất Sửu, điềm báo cát lành sáng rõ, trong tuần sẽ có nhiều chuyện vui đến với con giáp này. Vận tài lộc hanh thông,
Bản mệnh rất may mắn về tiền bạc trong tuần này. Người kinh doanh buôn bán may mắn, hàng hóa chạy vô cùng, tiền vào như nước, lại có thêm nhiều cơ may mở rộng quy mô kinh doanh. Người làm công ăn lương cũng có thêm nhiều nguồn thu, đặc biệt là nguồn thu chính tăng lên khi được chính tài dẫn đường. Công sức bạn bỏ ra không hề nhỏ, mọi chuyện đều tự lực, tự cường, có ý thức và trách nhiệm trong công việc nên được đánh giá cao. Đường công danh được chính ấn và thiên ấn cùng hiệp lực phò trợ nên thuận lợi vô cùng, thành công liên tiếp được con giáp này gặt hái, mang tới những cơ hội thăng tiến không hề nhỏ. Tương lai tươi sáng đang chờ đón người tuổi Ất Sửu, hãy cố gắng phát huy hết mức khả năng của mình để không bỏ lỡ thời cơ đến trong tay nhé. Trong tuần có dịch mã chiếu mệnh, người tuổi Ất Sửu có khả năng phải đi công tác hoặc phải đi lại nhiều vì lý do công việc trong thời điểm này. Bôn ba vất vả ngược xuôi, nhưng chưa chắc đã được như ý, bởi tiểu nhân thiên quan vẫn đang án ngữ giữa vận trình sự nghiệp, gây nhiều khó khăn và cản trở cho bản mệnh. Giai đoạn này, bản mệnh nên dành nhiều thời gian để thiết lập, xây dựng các mối quan hệ xã giao hữu hảo. Khi các mối quan hệ hài hòa, bản mệnh không phải mất nhiều công sức giải quyết chuyện không đâu. Nên nhớ rằng, đã đến cơ quan là tập trung làm việc, không có thời gian để tranh đấu cho những chuyện lặt vặt. Có như vậy, bạn mới toàn tâm toàn ý làm việc và đạt hiệu quả cao. Tình hình tài chính khá ổn, không có biến động quá lớn. Người làm công ăn lương vẫn mất thu nhập đó, có thêm chút hoa hồng hoặc thưởng, nhưng không đáng kể, có thể tìm thêm nghề tay trái để tăng thu nhập. Riêng về chuyện tình cảm thì đào hoa khởi sắc, niềm vui tới tấp kéo đến, cặp đôi yêu nhau đến độ chín mùi, tình yêu ngày càng thăng hoa, mối quan hệ được nâng cấp, có thể sẽ bàn tính tới chuyện trăm năm, đây là chuyện hệ trọng cả cuộc đời, hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định. Cẩm nang dượng vận, quý nhân, ý, ỵ, tiểu nhân, tuất, ngọ. Màu sắc may mắn, đen, đỏ. Con số phát tài, 22, 08, 96. Tử vi tuần 4, tuổi Ất Sửu, tháng 9 âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Nhìn chung vận trình tuần mới của người tuổi Ất Sửu, ít biến động, công việc vẫn tiến triển đều đặn theo đúng tiến độ, chuyện tình cảm cũng không có gì quá trở ngại. Tuần này rất thích hợp để bản mệnh xung phong đi công tác xa hoặc sắp xếp chuyến du lịch ngắn ngày nào đó. Mọi thứ đang khá yên bình, hãy tận hưởng cảm giác lâu lâu mới có đó. Tinh thần làm việc của người tuổi Ất Sửu vẫn duy trì tốt, dù là đầu tuần hay tới cuối tuần đi nữa, bạn vẫn xông xáo và nhiệt tình. Điều quan trọng là bản mệnh duy trì sự nhiệt huyết ấy được bao lâu mà thôi, bởi con giáp này rất thích làm việc tùy hứng. Thích thì làm, ngán rồi là bỏ dở giữa chừng. Nếu thay đổi được tật xấu này, chắc chắn tương lai của bạn còn tiến xa hơn thế. Tài lộc trong tuần bình ổn, nhưng không quá dư giả, tuần này sẽ có người đề nghị mượn tiền. Bạn nên cân nhắc phẩm cách con người và thực lực của họ rồi hãy quyết định, đừng trao niềm tin nhầm chỗ, để rồi tiền mất mà tình người cũng tan. May mắn trong tuần này, tuổi Ất Sửu được thái âm các tinh che chở, có thể hóa hung thành cát, tiêu trừ những điều xui xẻo, mang tới sự bình an. Các tinh này có lợi cho nữ mệnh hơn, nhân duyên khá dượng, không những chuyện tình cảm khởi sắc mà công việc cũng được thúc đẩy trôi chảy. Gia đạo an yên, bản mệnh đón khách quý tới thăm, vợ chồng con cái hòa hợp, tuy có tranh luận nhưng không gay gắt, ai nấy đều biết điểm dừng. Bạn nên cân bằng thời gian dành cho cuộc sống và công việc, vừa đảm bảo sức khỏe, lại vừa gìn giữ được các mối quan hệ sẵn có. Có thời gian, nên chú ý chăm sóc bản thân nhiều hơn, học cách giải tỏa căng thẳng, áp lực, như chia sẻ với gia đình, người thân, bạn bè, sẽ giúp tinh thần của bản mệnh phấn chấn hơn. Cẩm nang dượng vận, quý nhân, ý, trửu, tiểu nhân, dậu, ngọ. Màu sắc may mắn, tím, nâu. Con số phát tài, 68, 54, 78. Quý vị thân mến, vừa rồi là những chia sẻ của Minh Đường Tử Vi về vận hạn tháng 9 âm lịch 2024 của anh chị tuổi Ất Sửu sinh năm 1985, và bây giờ sẽ là một được nhiều anh chị đang chờ đợi từ đầu chương trình tới giờ, đó chính là hóa giải vận hạn. Đầu tiên là nam mạng tuổi Ất Sửu sinh năm 1985. Theo sao chiếu mệnh, sao Thái Bạch. Gặp sao Thái Bạch trong năm ít nhiều tiền bạc cũng hao tán. Dân gian có câu Thái Bạch quét sạch cửa nhà, công việc kinh doanh có tiểu nhân quấy phá, mất tiền mất của, có thể trắng tay, đề phòng quan sự.
xấu nhất là tháng 2, 5, 8 âm lịch và kỵ màu trắng quanh năm. Theo niên hạn, hạn thiên tinh, trong năm gặp hạn thiên tinh phải đề phòng ngộ độc thực phẩm. Đi ra ngoài cẩn trọng có thể gặp chuyện tai bay dạ gió nên chú ý lời ăn tiếng nói. Đau ốm, bệnh giặc khó tránh, tuy nhiên thành tâm làm lễ cúng bái thì nhanh khỏi. Theo vận niên, theo tử vi tuổi Sửu 2024, năm con rồng lửa, tuổi Ất Sửu nam mạng gặp vận niên khuyển cuồng phong, tức là chó bị gió giữ. Báo hiệu một năm tài lộc kém sắc, sức khỏe giảm sút, năm ngoái đã lận đận, năm nay vẫn còn một ít lo âu. Có thể sẽ gặp nhiều tai nạn, nhưng can đảm lên sẽ đánh đổ được tất cả trở ngại. Về chuyện tình cảm, không nên nhiều tự ái, nhún nhường một chút thì gia đạo hài hòa, có người tới cầu cạnh nhân duyên. Quá giải vận hạn. Quá giải sao thái bạch bằng phong thủy. Hạn chế dùng đồ trắng, vì sao thái bạch thuộc hành kim nên trong năm đương số tránh mặc hay dùng những đồ màu trắng là tốt nhất. Màu sắc nên thường xuyên sử dụng hoặc tiếp xúc gồm đen hoặc xanh dương. Đồ phong thủy, có thể dùng những đồ trang sức phong thủy hay vật phẩm phong thủy làm bằng đá thạch anh đen, thạch anh tóc đen, sapphire, sẽ giúp mệnh chủ quá sát cầu an. Việc dùng người nên thận trọng, chớ tin người thái quá kẻo bị lợi dụng hoặc lừa gạt khiến tiền mất tật mang. Tích cực làm việc thiện, có quan niệm cho rằng nếu không muốn bị quét sạch của nhà, mệnh chủ nên lấy tiền của đi quyên góp giúp đỡ người nghèo khổ, làm việc tốt, thường xuyên phóng sinh, dần dà tai ương sẽ tan biến. Quá giải hạn thiên tinh năm 2024. Về sức khỏe, chú ý đến ăn uống, tránh bị ngộ độc thực phẩm. Dành nhiều thời gian chăm sóc sức khỏe bản thân, tránh ăn những thực phẩm khó tiêu, nhẹ thì thường xuyên đau bụng, tiêu chảy, nặng thì phải cấp cứu vì bị ngộ độc thực phẩm. Làm ăn, trong làm ăn, người gặp hạn này cần cẩn thận và tính toán hơn. Không nên tin lời người khác mà làm ăn sai trái phạm vào pháp luật. Mọi việc xảy ra cần bình tĩnh và nhẫn nhịn, tránh xung đột dẫn đến kiện tụng ra tòa. Tu tâm, làm nhiều việc thiện, năng làm việc thiện giúp đỡ mọi người xung quanh là cách tích phúc đơn giản mà vô cùng hiệu quả. Ngoài ra, đương số nên thường xuyên đi chùa tĩnh tâm hay thắp hương cầu bình an cho gia đình. Đối với nữ mạng tuổi Ất Sửu sinh năm 1985, theo sao chiếu mệnh, sao thái âm. Thái âm là các tinh, thường đem lại cho nữ giới sự hài hòa, vui vẻ, công việc hễ gặp khó có quý nhân giúp sức, tiền bạc tán rồi lại tụ, túi tiền vẫn khá rủng rỉnh dù phải tiêu hao nhiều. Trong năm có lộc kinh doanh, buôn bán, nhất là về bất động sản. Theo niên hạn, hạn tam kheo. Gặp hạn tam kheo trong năm, nữ mạng Ất Sửu nên đề phòng thương tật ở chân tay, đi xe cộ nên cẩn thận, chú ý chứng phong thấp, bệnh xương khớp và chứng mỏi mắt hay mắt bị mờ. Theo vận niên, theo tử vi tuổi Sửu 2024, sang năm con rồng, tuổi Ất Sửu nam mạng gặp vận niên khuyển cuồng phong, tức là chó bị gió giữ. Báo hiệu một năm tài lộc kém sắc, sức khỏe giảm sút, năm ngoái đã lận đận, năm nay vẫn còn một ít lo âu. Có thể sẽ gặp nhiều tai nạn, nhưng can đảm lên sẽ đánh đổ được tất cả trở ngại. Về chuyện tình cảm, không nên nhiều tự ái, nhún nhường một chút thì gia đạo hài hòa, có người tới cầu cạnh nhân duyên. Quá giải vận hạn. Kích hoạt các tính của sao thái âm bằng phong thủy. Đồ phong thủy, nên sử dụng các đồ dùng hoặc vật phẩm phong thủy bằng vàng, bạc hoặc trang sức có màu đen, xanh biển, ánh kim hoặc trắng như thạch anh trắng, thạch anh đen, đá mặt trăng, topaz xanh dương. Đồng thời hạn chế sử dụng các đồ trang sức hoặc vật phẩm màu xanh lá cây hoặc vàng, nâu. Nên tiến hành đầu tư, kinh doanh hoặc buôn bán bất động sản. Trong năm được sao thái âm chiếu mệnh, bạn gặp được nhiều vận may về tài lộc. Vì thế nên tranh thủ tiến hành những kế hoạch lớn, ắt sẽ thuận buồm xuôi gió, nhận được sự giúp đỡ của nhiều người. Tu thân tích đức, hãy luôn đối xử với mọi người xung quanh một cách chân thành, không dụ lợi, bởi bản mệnh tốt bụng. Không ngại ngần giúp đỡ người khác thì cũng sẽ nhận được sự yêu mến của mọi người xung quanh, dù gặp khó khăn cũng không lo không vượt qua được. Quá giải hạn tam kheo năm 2024. Về sức khỏe, đi lại cẩn thận, tránh xảy ra các tai nạn giao thông bất ngờ. Đồng thời cần duy trì chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý. Thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao nhằm tăng cường sức đề kháng. Đặc biệt không nên làm việc quá sức, tránh các căn bệnh về xương khớp tay chân. Ngoài ra,
tránh sử dụng quá nhiều các chất kích thích gây hại cho sức khỏe như rượu, bia, thuốc lá. Về tinh thần, đương số hành sự bình tĩnh, tránh nóng vội mà đưa ra quyết định sai lầm. Mưu sự lành mạnh, không toan tính hãm hại người khác. Đặc biệt là những người làm cơ khí nên mặc đồ bảo hộ đầy đủ và kỹ càng. Điều này tránh được một số tai nạn lao động bất ngờ xảy ra nguy hiểm đến tính mạng. Về tâm linh, để tìm sự bình an trong cuộc sống, gia chủ nên thường xuyên đi chùa, thắp hương cửa Phật. Điều này giúp tâm hồn trở nên tâm tịnh và thư giãn phần nào mệt mỏi, áp lực từ cuộc sống. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, có một đại gia bị phá sản phải nhảy lầu. Sau khi chết được gặp Đức Chúa Trời, ông căm phẫn hỏi Ngài, vì sao lại để ông phá sản? Câu trả lời của Ngài khiến ông hổ thẹn không thôi. Đức Chúa, cớ sao Ngài lại khiến tôi bị phá sản chỉ trong một đêm? Khi thị trường cổ phiếu dao động mạnh, một triệu phú đã chịu thiệt hại vô cùng nghiêm trọng, tài sản tích lũy cả đời vậy mà chỉ trong một đêm còn lại 1%. Ngày hôm sau, báo chí đưa tin, ông đã nhảy lầu tự tử, linh hồn của ông nhẹ nhàng bay lên, đến một nơi trống trải, lúc này ông nhìn thấy Đức Chúa Trời đang ở ngay trước mặt. Đức Chúa, Ngài thật là tàn nhẫn, vì triệu phú giận dữ nói, sự phấn đấu hơn nửa đời người của tôi đều được Ngài giúp đỡ, cớ sao vào lúc cuối cùng, Ngài lại khiến tôi phá sản chỉ trong một đêm. Đức Chúa rất mực từ bi, nhìn vị phú ông kia đáp, con à, thành công của con không phải là nhờ sự giúp đỡ của ta, mà việc con nhảy lầu càng không phải là ta bức ép. Trên thực tế, ta cho rằng con không nên nhảy lầu. Người triệu phú nói, tôi trong một đêm từ triệu phú trở thành kẻ phá sản, thử hỏi sống còn có ý nghĩa gì nữa, có sống cũng bằng thừa. Đức Chúa nói, nửa đời trước của con phấn đấu không ngừng, từ một kẻ nghèo kiết xác trở thành một triệu phú, khiến người đời đều phải ngưỡng mộ. Đến ngày phá sản kia, con vẫn còn có 1% số tài sản ban đầu, vẫn là một triệu phú cơ mà. Con hãy nhìn những người ăn mày kia xem, họ ngay cả 100 đồng cũng không có, không phải vẫn sống được đó sao? Vì triệu phú nói, sao Ngài lại đem con so sánh với cái lũ ăn mày kia chứ? Hoàn cảnh sống của con và họ hoàn toàn khác nhau kia mà. Đức Chúa Trời nói, đúng vậy, hoàn cảnh của các con hoàn toàn khác nhau, vậy nên cũng khiến cho dục vọng của các con hoàn toàn khác nhau. Con không phải chết bởi không có tiền, mà là chết bởi dục vọng quá nhiều. Con luôn cảm thấy rằng bản thân mình sống rất khổ, áp lực lớn về thu nhập, phải nhìn sắc mặt người ta, các loại đều không được tự tại. Nhưng trên thế giới này, không có một loài vật nào có thể được sống thoải mái hơn con. Hãy nhìn thử những sinh vật khác trên thế giới này xem, tổ của loài chim nhạn được làm trên vách đá cao 1.200 mét, khi chúng vừa mới chào đời được mấy tiếng đồng hồ, thì đã phải lao xuống mặt đất để kiếm ăn. Chim bố chim mẹ có thể bay thì không thành vấn đề, nhưng những con chim con đó căn bản không thể trong phút chốc mà biết bay được, mà không nhảy thì sẽ chết đói. Bản năng cầu mong được sống khiến chúng phải tung mình nhảy xuống, chúng chỉ mong sao bản thân mình có được đôi cánh to khỏe. Rất nhiều con trong quá trình hạ xuống thậm chí sẽ đụng phải vách đá, một số con may mắn sống sót, nhưng cũng có một số không được may mắn mà phải chết đi, tính từ lúc nó được sinh ra, chỉ vỏn vẹn mấy tiếng đồng hồ. Giới tự nhiên cần phải để cho con tồn tại một cách thoải mái mới là hợp lý chăng? Tự nhiên chính là như vậy, nó sẽ không để ý con có vượt qua được thống khổ hay không, bởi nó có quy tắc của chính mình. Những điều con có thể làm chính là để bản thân mình vượt qua muôn vàn trắc trở mà vẫn đứng thẳng, không bị ngã xuống. Vì triệu phú cảm thấy hổ thẹn, như vậy Ngài có bằng lòng dẫn con trở về thiên đường không? Đức Chúa nói, mỗi một phút sinh mệnh của mỗi con người mà ta sáng tạo đều không phải là dư thừa, còn những dục vọng mà hậu thiên mang đến cho các con chính là ma quỷ. Đức Chúa Trời nói tiếp, vì sinh mệnh mà phấn đấu, đó chính là yêu cầu của ta đối với con người. Vì dục vọng mà phấn đấu, đó chính là dẫn dắt của ma quỷ. Bởi sinh mệnh của con kết thúc bởi dục vọng, vậy nên ta không có cách nào đưa con lên thiên đường được. Người đàn ông nghe xong liền khóc lóc thảm thiết. Đức Chúa thương xót mà nhìn những bông hoa trước mặt nói, trong cõi thiên đường không có dục vọng, mà chỉ có sinh mệnh như những bông hoa này. Một người còn sống thì chính là còn hy vọng, con người muốn thực hiện ước mơ thì ép phải chịu khổ nạn. Trên thế gian này không có ai là nhẹ nhàng, thoải mái cả, sinh mệnh chỉ có vươn lên từ trong nghịch cảnh thì mới là đáng trân quý. Có lẽ một người cần phải đi con đường rất dài, trong cuộc đời đã trải nghiệm qua vô số vinh hoa và thê lương bất ngờ ập đến,
Như vậy mới có thể khiến bạn trở nên chín chắn hơn. Bất kể là cay đắng hay ngọt ngào, đó đều là những trải nghiệm trong cuộc đời của mỗi con người, là cơ hội chỉ có một lần trong đời. Xin hãy trân quý bài học này bạn nhé. Dân, quý vị thân mến, vừa rồi là tử vi tháng 9 âm lịch, năm Giáp Thìn 2024 của tuổi Ất Sửu sinh năm 1985. Hy vọng quý độc giả sẽ có được cho mình những thông tin hữu ích về tử vi tháng 9 âm lịch năm 2024 này. Quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận được nhiều thông tin hữu ích từ chúng tôi nhé. Trước khi khép lại chương trình, Minh Đường tử vi chúc quý vị tháng mới luôn may mắn, bình an, bứt phá về tài lộc, giàu sang, phú quý. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.